Lời nói đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất tới tất cả các cô chú, anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chiều ngày hôm nay thì bên em mới vừa về một con xe bán tải sản xuất đời 2006, đồng sơn si. Thì con xe này nó sạch sẽ thôi, thích hợp cho mấy anh chị lấy về đi rẫy ha. Với số tiền chỉ là 58 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe bán tải Vinasuki sản xuất đời 2006. Con xe này là còn được 7 năm niên hạn nữa nha cô chú và anh chị, 7 năm niên hạn nữa thì mới hết đời. Tình trạng thì xe đang hết đăng kiểm, em sẽ đến cho cô chú anh chị một kỳ đăng kiểm mới ha. Con xe này phiên bản là một cầu, máy xăng dung tích xi lanh là 2.2. Đây, nói chung nước sơn bề ngoài thì em nó sơn màu đen nha. Nước sơn này thì không có đẹp đâu nha anh chị, nhìn nó bóng vậy thôi chứ nó không có đẹp nha, gọi là sơn nhám. Tại vì cái dòng xe này là thích hợp cho mấy anh chị đi công trình ha, chạy đi công trình rồi mình chở mấy cái đồ lặt vặt mà còn được 7 năm niên hạn. Con này phiên bản là một cầu nha anh chị nha. Đó, giấy tờ thì ký rút ok luôn. Được cái con xe này được bốn cái lớp cũng còn khá là ngon lành nha anh chị nha, bốn lớp cũng còn được 70% ha. Đây là lăng đúc. Nội thất bên trong thì con xe này nói chung là sạch sẽ anh chị. Đây, 58 triệu đồng là anh chị sở hữu ngay con xe này, thích hợp cho mấy anh chị lấy về đi rẫy đồ vườn đồ ngon lành cành đào hoa. Được cái nội thất rất là sạch sẽ nha anh chị nha. Đây, đây trần bọng nè, ngon lành cành đào không. Đó, nói chung xe này thì mọi chức năng đang hoạt động rất bình thường, rất là trơn tru nha quý anh chị nha. Tắp bi tắp lô sạch sẽ, bốn kính chỉnh điện, máy lạnh máy liếc đồ ngon lành cành đào luôn ha. Xe thì có hỗ trợ một dàn nhạc nghe nhạc giải trí. Đó, vậy thôi, một dàn nghe nhạc giải trí. Tắp bi tắp lô sạch sẽ, ai đó, ngon là cành đào. Bốn vô lăng thiết kế kiểu vô lăng bốn chấu, mặt đồng hồ này, cái đồng hồ rất đẹp anh chị, đồng hồ ta nói nó không tì vết luôn, nó đẹp như đồng hồ mới luôn anh chị ha. Rồi em sẽ nổ máy cho anh chị các bạn tham khảo về chiếc bán tải 58 triệu đồng này nha. Con này thì nó là máy xăng nha cô chú và anh chị, máy xăng nha, tay lái trợ lực, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu, con đầy đẽo, máy móc thì nổ chung là rất là êm ha. Em đây, đây là cái nắp lẫy nè. Cái dòng xe này thì phù hợp cho mấy anh chị nào đang ở trên rẫy ha, mình lấy về mình đi chở ba cái đồ lặt vặt rồi đi rẫy đi nương là rất là ngon lành luôn ha. Tại vì được cái gầm nó cao. Đây mấy anh chị ạ, máy xăng à, cái này máy xăng như tích xi lanh là 2 chấm nha, 2.3 nha quý chị, 2.2 máy là coi như 2.3. nói chung anh chị lấy thì máy nó hơi dơ xíu, em vệ sinh và xiết là cho. Rồi đến cho cô chú anh chị một kỳ đăng kiểm mới luôn ha. Xe này thì hiện tại bây giờ là em nó đang hết hiệu lực đăng kiểm hồi tháng 9 năm 2023. Đây, vỏ lớp ngon lành. Rồi đến cho anh chị hệ thống dàn khoang gầm nha. Đây, gầm bẹ là vậy thôi. Đó, gầm bẹ nè. Gầm rất là đẹp nha anh chị nha. Đó, gầm thì không gì mà chê cãi luôn. Gầm bẹ nè. Đó, hệ thống à. Nói chung sạch sẽ thôi. Con này nó không có đẹp lộng lẫy, không đen ken, không lên xà beng đâu. À, cô chú anh chị nào đúng tay đúng chân ha, đúng cầu đúng nhịp, muốn sở hữu chiếc xe bán tải Vinasuki sản xuất đời 2006 còn được 7 năm niên hạn sử dụng này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0968 22220 để hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.